Với tấm hình các bạn nhìn đây, nếu chúng ta dùng cái chức năng ở video trước tôi đã chỉ các bạn để làm thẳng các đối tượng này thì hoàn toàn không hợp lý. Vì vậy Photoshop cho chúng ta một chức năng tiếp theo. Các bạn vào filter. Chọn phần Land Correction, những hiệu ứng về ống kính. Ở đây nó có những profile thiết lập sẵn, chúng ta chỉ cần chọn và tự dưng nó sẽ bẻ cho chúng ta cái đường cong này thành thẳng cho hợp lý nhất. Tôi bấm Land Correction. Các bạn thấy ngay rằng đối tượng của chúng ta đã thẳng, không cần chúng ta phải tác động quá nhiều. Ở đây chúng ta có thể dùng thêm chức năng này, Shaden. Trong group các bạn nếu còn nhớ, tôi kéo đối tượng qua đây để lấy cái đường thẳng. Ngoài ra, ở bên này phần Custom. Ngoài ra, chúng ta có thể cùng nhau qua phần Custom. Các bạn có thể chỉnh một vài thông số, giả sử như chúng ta có thể tăng cái hiệu ứng mắt cáo lên hay xuống. Ok. Và chúng ta có thể fit một vài màu. Thì lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn fit một vài màu, có nghĩa là những cái đường màu xanh hoặc cam sẽ xung quanh những cái viền mà chúng ta chụp hay bị hiệu ứng này. Còn dưới này chúng ta có phần banner, chúng ta sẽ kéo đối tượng là tăng ở mau lên. Để làm gì? Cho những vùng hạnh ở ngoài này này nó sẽ đen hơn và tập trung tấm ảnh chúng ta hơn. Hoặc là các bạn có thể transform cho bức ảnh có dạng phối cảnh hay không. Còn ở bức ảnh này tôi thì sẽ yêu cầu các bạn chỉnh cái bức ảnh thẳng mà thôi. Vì vậy khi tác động đối tượng này rồi thì nó đã mặc nhiên thẳng rồi. Còn profile bên này thì nó có báo chúng ta đang dùng cái profile của LS 1D Mark 3 để chỉnh cái đối tượng ảnh này. Các bạn có thể chọn online. Bây giờ chúng ta ok đóng lại. Chức năng tiếp theo khá nổi bật của Land Correction. Bây giờ các bạn bấm vào Unplug phóng lên. Thấy rằng ở đây có những viền màu xanh và những viền màu cam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dùng Land Correction khử đối tượng này. Bạn vào filter, chọn Land Correction. Chúng ta cùng nhau zoom lớn lên. Và dùng bàn tay này kéo xuống. Tôi thấy những viền xanh qua phần custom. Nếu như các bạn không có những chế độ này thì các bạn cập nhật Photoshop để nó kích hoạt chế độ này lên. Giả sử chúng ta cùng nhau fit đối tượng này. Tôi kéo phần này, fit red cho giảm xuống để màu cam bớt đi. Và phần fit green hay magenta. Ở đây chúng ta thấy kéo qua này thì sẽ là phần magenta màu cánh sen. Và tôi sẽ kéo vào phần này cho giảm đối tượng này xuống. Hay phần blur màu xanh này. Bạn kéo thả đối tượng này khi nào mình chỉnh cái đối tượng cảm thấy nó giúp những phần này thôi. Tôi kéo đối tượng này lên này và thấy đối tượng này đang nghiêng cái màu nào đó khác một chút. Tôi kéo nó giảm xuống để khử dần nó đi. Và với cách này tôi thấy rằng các màu của chúng ta đã bị khử hoàn toàn rồi. Trước đó thì nó chưa bị khử. Tôi có thể tăng thông số này về không các bạn thấy. Sau khi đồng ý chúng ta cùng nhau ok. Bây giờ các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Z. Tấm hình của chúng ta chưa được xử lý và Ctrl Z lại. Tấm hình chúng ta đã được xử lý với Land Correction. Rất tuyệt phải các bạn. Đây là chức năng khá hay và lý thú khi chúng ta chỉnh sửa đối tượng ảnh với từng chi tiết một.